Quả cầu 12 mặt tượng trưng cho 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo, 12 tháng trong năm và 12 vị thần bảo hộ là một trong những vật phẩm độc đáo và mang nhiều ý nghĩa trong văn hóa phương Đông, được hình thành từ 12 mặt phẳng. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, quả cầu 12 mặt còn được ứng dụng rộng rãi trong trang trí nội thất, làm quà tặng hay dùng làm vật phẩm phong thủy. Ý nghĩa của quả cầu 12 mặt. Sự cân bằng và hài hòa với 12 mặt phẳng. Quả cầu 12 mặt biểu trưng cho sự cân bằng, hài hòa giữa các yếu tố đối lập trong cuộc sống. Nó thể hiện sự kết nối, tương tác giữa các khía cạnh của vũ trụ và con người như âm, dương, nam, nữ, trời, đất. Hình dạng cầu hoàn hảo của quả cầu 12 mặt biểu trưng cho sự hoàn thiện, trọn vẹn. Nó thể hiện ý niệm về sự toàn vẹn, sự liên kết giữa các phần tử tạo nên một thể thống nhất. Mỗi mặt của quả cầu 12 mặt tượng trưng cho một phương hướng, một yếu tố tự nhiên hay một khía cạnh của tâm linh. Trong nhiều truyền thống tâm linh, quả cầu 12 mặt được xem là biểu tượng của sự sống, sự tái sinh và vòng lặp vĩnh cửu của vũ trụ. Cách sử dụng quả cầu 12 mặt hiệu quả nhất, dùng làm vật phẩm trang trí. Quả cầu 12 mặt có thể được sử dụng như một vật phẩm trang trí nội thất độc đáo, dùng làm quà tặng. Quả cầu 12 mặt cũng là một món quà tặng ý nghĩa và độc đáo. Bạn có thể tặng nó cho người thân, bạn bè hoặc đối tác làm quà, dùng làm vật phẩm phong thủy. Quả cầu 12 mặt được cho là có tác dụng thu hút, kích hoạt và phân bổ các nguồn năng lượng tích cực, giúp tạo ra sự hài hòa và thịnh vượng trong cuộc sống. Dùng làm vật phẩm tập trung, thiền định. Trong các hoạt động tâm linh như thiền định, quả cầu 12 mặt có thể được sử dụng như một vật phẩm để hỗ trợ sự tập trung và định tâm. Bạn có thể đặt quả cầu này trước mặt và nhìn vào nó trong khi thiền, để tâm trí được an lắng và tập trung vào sự cân bằng, hài hòa. Liên hệ ngay với nhà sàn Tây Nguyên để được tư vấn, báo giá và lựa chọn cho mình được những quả cầu 12 mặt ưng ý nhất với bạn, hoặc tới trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ số 17D, T743B, Đông Tân, Dĩ An, Bình Dương. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.